Hiếu Dũng. Lại lên. Nguy hiểm. Không vào. Văn Toàn đã cứu thua ngay trên vạch vôi. Một tình huống phạt góc. Các cầu thủ Hải Phòng đã kèm người không tốt. Samson di chuyển thông minh, bật cao và gõ đầu tương đối chính xác. Rất may là Văn Toàn cùng với Mạnh Hùng đã cùng nhau cản phá thành công pha bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại. Martin Lò gặp khó khăn. Nguy hiểm đấy, bàn thắng. Không vào. Nhưng bây giờ vẫn không vào. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền thông minh của Tanda cho Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng sửa bóng, bóng bật cột, cắt ngang khung thành. Samson băng vào đá bồi nhưng Lê Văn Toàn cũng đã lùi về rất nhanh để khép được góc sút. Có vẻ như bóng cũng đã khẽ chạm tay Văn Toàn trong pha bóng này. 4-2, 4 cầu thủ áo xanh, cánh trái trống trải ra sân Quách Tân. Mạnh Hùng và Quách Tân không được. Người pha bóng cản bóng lại Văn Toàn không được. Và dứt điểm bọt xa của Nghiêm Xuân Tú. Tôi cho rằng là bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía đang Hải Phòng. Nhưng trọng tài thì lại nghĩ khác. Văn Toàn vừa rồi cứu thua cho các thủ Hải Phòng. Pha phối hợp. Sút bóng từ xa. Không vào. Năm nay mới 20 tuổi. Cú đá chân trái rất đường nét của Đoàn Thanh Trường. Tuy nhiên Akbaji đã đứng ngay bên cạnh tiền đạo người Brazil. Cú đá từ rất xa. Thêm một lần thủ môn Văn Toàn đã tập trung. Cú đá từ cái ly rất xa. Đến lượt Nam Định mở bóng dài cho Rafael Sơn. Cơ hội. Sút bóng. Không vào. Rafael Sơn có thể sút tốt cả hai chân. Nam Định đã tạo ra những cơ hội rất tốt. Nhưng Văn Toàn vẫn đứng vững. Không vào. Nguy hiểm. Các anh kể. Rất bình tĩnh. Không được. Văn Toàn là người cứu thua. Và cản phá xuất thần Văn Toàn nhưng bóng vẫn chưa hết. Liên tục là những pha vây hãm của đội bóng áo đỏ. Duy Thường. Văn Toàn đã rất xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Anh đã hai lần cứu thua cho đội bóng Hải Phòng. Đường truyền nhanh của Khắc Ngọc và tình huống băng xuống tốc độ của Vũ Huy Tuấn. Sau đó lại là một tình huống xử lý kỹ thuật của Kai Kê. Cả hai lần Văn Toàn đều cản phá. Văn Quyết. Huy Mario. Không vào. Thủ môn Văn Toàn đã chơi xuất sắc. Một pha phối hợp cho thấy sự án lý. Đó là một pha phối hợp tấn công nhịp nhàng của câu lạc bộ Hà Nội. Phản công rất nhanh đến việc đang cánh phải. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Khi người tạo cơ hội cho Rui Mario đó là Văn Quyết. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất hay. Pha giật gót. Một cú đánh gót nhạy cảm. Mạnh Hùng dứt điểm rất căng. Phản công dành cho SCB Đà Nẵng. Không có lối biết về, pha băng lên rất nhanh của Văn Toàn. Rất may, thủ thành Văn Toàn đã đọc tình huống rất tốt. Văn Toàn đã băng lên gần nửa sân để cản phá Đặng Anh Tuấn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha dâng lên rất cao của Văn Toàn. Peter Samuel, pha đi bóng rất tốt. Peter Samuel dứt điểm. Không vào. Trong trận đấu này, Peter Samuel đã thi đấu rất hay. Những pha đột phá cá nhân vượt qua đối thủ một cách dễ dàng. Vừa rồi là pha độc diễn của Peter Samuel. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đối mặt với Peter Samuel là 4 cầu thủ của Hải Phòng nhưng anh vẫn vượt qua. Vô lý như vậy, không có ai gây áp lực. Philippe Martin dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm. Thủ môn Văn Toàn pha dứt điểm bằng cái chân trái. Đường truyền cho Peter Samuel. Dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm quyết đoán của Peter Samuel, thủ môn Văn Toàn. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và dứt điểm rất tốt của Peter Samuel. Người mùa bóng năm nay đã chuyển tới dẫn dắt cho Viettel. Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh, khá nguy hiểm.
Pha treo bóng của Phạm Xuân Mạnh và Văn Toản vẫn chơi rất cẩn thận. Một pha xử lý an toàn của Văn Toản trước một pha dứt điểm theo kiểu lá văng rơi của Phạm Xuân Mạnh. Sĩ Sâm và Đình Tài. Sĩ Sâm đã đưa bóng qua khe hai chân của không vào. Thêm một lần nữa Văn Toản lại chơi tốt. Pha chuyền bóng rất hay của Phạm Văn Đức. Ở một cự ly hẹp nhưng đường chuyền bóng là rất dẻo. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại được thủ môn Văn Toản. Hồ Tuấn Tài. Khá nguy hiểm. Nhưng bóng vẫn chưa đi bay vào lưới của Văn Toản. Cái chạm tay của Văn Toản đã một lần nữa cứu nguy cho khung thành của Hải Phòng. Pha dứt điểm rất bất ngờ của Hồ Tuấn Tài. Và nếu như đó là một tình huống đẩy bóng không hợp lý